Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý. Mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ dự báo là sẽ còn kéo dài sang ngày mai. Lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Dự báo tổng lượng mưa từ nay đến mai ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 50 đến 100 mm, có điểm trên 150 mm. Trong đó thì Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, mưa lớn từ 100 đến 200 mm, có điểm trên 250 mm. Cảnh báo hôm nay và ngày mai, mực nước trên thượng lưu sông chảy, sông Lô, sông Hiếu và các sông suối nhỏ khác sẽ lên báo động 1 đến báo động 2. Bà con sinh sống quanh lưu vực sông cần đề phòng với nguy cơ ngập lụt, di chuyển các thiết bị và vật dụng có giá trị ra khỏi khu vực dễ bị ngập, trang bị đủ phao cứu sinh thuyền bè để chủ động nếu gặp tình huống bất ngờ khi lũ tiếp tục lên cao